Dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, bạn đã có kế hoạch gì chưa? Tuy chỉ có một ngày nghỉ chính thức, nhưng đó vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc. Vì vậy hãy dành 24 giờ Vivu phố phường Hà Nội, tận hưởng cái lạnh mùa đông và thưởng thức những món ăn đường phố siêu hấp dẫn. Chắc chắn đó cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà chúng ta không nên bỏ qua. Những công trình từ thời Pháp thuộc, hàng quán vỉa hè bày bán đặc sản địa phương, xe máy luồn lách trên đường đông đúc là những ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi tới Hà Nội. Với nhiều người, Hà Nội có tất cả những thứ thú vị để khám phá nơi đây theo cách riêng của mình. Mùa đông Hà Nội không buốt thấu xương như Sapa băng giá hay lạnh ủ ê như trên những rừng thông Đà Lạt. Đó là một mùa đông lạ, chỉ thuộc về riêng thành phố này. Thời tiết mùa đông Hà Nội khiến bao người thèm thuồng. Từ trong gió rét là những khoảng nắng ấm áp ngân lên qua từng ngọn cây giữa phố xá thanh tao, là chút hương thơm với gió lạnh thổi ngang. Mùa đông vàng như khoai mật, hong khô Hà Nội, hong khô cả tâm hồn của ai đó, khiến cảnh vật bừng lên sức sống. Lịch trình food tour Hà Nội trong 24 giờ. Để bắt đầu ngày mới thì còn gì tuyệt vời hơn một bữa sáng nóng hổi. Nhắc tới phố cổ Hà Nội là nhắc tới ẩm thực Hà Thành. Người ta có câu, dù ai đi ngược về xuôi, vẫn nhớ như in món ngon Hà Thành. Ẩm thực Hà Nội quả thật có sức hút rất lớn. Dù bạn có phải là người kén ăn đến nhường nào, thì cũng phải đổ gục trước những món ngon đầy hấp dẫn. Đặc biệt, để bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng thì chiếc bụng đói phải được thỏa mãn đúng không nào? Đầu tiên chắc chắn là phở. Cái tên đứng đầu danh sách món ngon bữa sáng ở Hà Nội chắc hẳn không còn xa lạ gì với du khách. Phở được xem là thức quà buổi sáng phổ biến nhất ở Hà Nội. Bất cứ ngóc ngách nào của thủ đô, bạn cũng có thể bắt gặp được gánh phở thơm phương phức. Bánh phở nóng hổi ăn kèm miếng quẩy giòn tan thì không gì sánh được. Tiếp theo phải là bánh mì Hà Nội. Khi nhắc tới món ngon ăn sáng Hà Nội, bánh mì luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách. Bánh mì ở Hà Nội rất đa dạng và phong phú. Bạn có thể thưởng thức bánh mì pate, bánh mì trứng, bánh mì thịt, bánh mì thập cẩm, bánh mì que, bánh mì chuột, thậm chí cả bánh mì chảo thơm ngon. Một món ăn sáng đặc trưng nữa là xôi Hà Nội. Nhắc đến xôi Hà Nội, người ta thường nghĩ tới xôi xéo, xôi thịt kho, xôi trứng, xôi gà, các món xôi rất đa dạng và thơm ngon. Nguyên liệu chính đơn giản là gạo nếp kết hợp với các món mặn như trứng, thịt, ruốc, gà. Bạn có thể tự chọn lựa cho mình những gói xôi phù hợp với sở thích. Buổi sáng bận rộn, người dân Hà Thành thường ghé qua những tiệm xôi cổ truyền để thưởng thức bữa sáng ngon lành này. Bún ốc Hà Nội, bún ốc chua chua cay cay là đặc sản ẩm thực của người dân thủ đô từ lâu đời. Vị chua của giấm bỗng hòa quyện với vị dai của ốc, giòn rụm của đậu rán sẽ càng làm tăng hương vị đậm đà của món ăn. Đây là món ăn sáng khoái khẩu của mọi người vào mùa đông. Thưởng thức bún ốc trong thời tiết se lạnh thì bạn chắc chắn ấm bụng suốt ngày dài. Cháo sườn Hà Nội cũng là một đặc sản nức tiếng. Không chỉ người địa phương mà du khách từ khắp nơi đều say mê món cháo sườn lừng danh này. Cháo sườn mềm mịn, xay nhuyễn cùng thịt sườn. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy gánh cháo sườn vỉa hè nghi ngút khói ở thủ đô. Cơm nắm muối vừng là món ăn dân dã nhưng cực kỳ bổ dưỡng. Đây là một món ăn sáng được rất nhiều người yêu thích. Bởi nó vừa ngon, nhanh, gọn lẹ và rất rẻ. Chỉ cần 5.000 đồng bạn có thể ăn một nắm cơm vừng no nê cho một bữa sáng đầy đủ. Bạn có thể bắt gặp những gánh hàng vỉa hè bán cơm nắm khắp các tuyến phố tại Hà Nội. Một nắm cơm ăn cùng muối vừng chỉ từ 5.000 đồng. Ngoài bún ốc, bún thăng thì bún riêu cua Hà Nội cũng là món bún được nhiều du khách mê mẩn ở thủ đô. Cua đồng được giã nhỏ ăn kèm cùng đậu rán, cà chua, thịt bò tái và rau thơm. Nước dùng của bún riêu cua nhìn chung sẽ giống với bún ốc. Bạn có thể gọi món kết hợp giữa bún riêu và bún ốc để nếm thử. Chút chua chua, thanh thanh của cua đồng hòa quyện vị cay cay của ốc sẽ không làm bạn thất vọng. Tiếp theo, đừng quên lái xe dạo quanh Hà Nội 36 phố phường, ngắm nhìn phố cổ Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong ngày nghỉ lễ. Những công trình từ thời Pháp thuộc, hàng quán vỉa hè bày bán đặc sản địa phương, xe máy luồn lách trên đường đông đúc là những ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi tới Hà Nội. Hà Nội 36 phố phường, cái tên đã đi vào tiềm thức của nhiều người với những nét giản dị, mộc mạc nhất, từ những cái tên như hàng mắm, hàng nón, hàng đường, hàng muối, đại diện cho mặt hàng chủ yếu được các tiểu thương nơi đây trao đổi buôn bán. Phố cổ mang trong mình một nét rất riêng về đô thị, nơi phồn hoa đông đúc, lúc nào cũng tấp nập người nhưng lại vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống từ ngàn đời xưa của đất kinh kỳ.
Mỗi con phố đều tập trung những người thợ từ các làng nghề có tiếng quanh kinh thành Thăng Long xưa, biến mỗi con phố nơi đây thành một làng nghề thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Kiến trúc lại là một nét đặc sắc khác làm nên chất riêng của phố cổ Hà Nội, với lối cấu trúc nhà ống, mái ngói nghiêng cùng mặt tiền là các cửa hiệu chuyên để kinh doanh buôn bán, được xây dựng chủ yếu từ những ngày thế kỷ 18, 19. Những ngôi nhà thoạt nhìn thì lục sục nhỏ bé, nhưng lại được con người sắp xếp vô cùng khéo léo mà hợp lý, vẫn phục vụ đầy đủ được nhu cầu đời sống của người dân nơi đây. Về với phố cổ là về với truyền thống của 1.000 năm văn hiến, với những giá trị văn hóa còn được lưu giữ trong khoảng 100 công trình kiến trúc lâu đời gồm đình, đền, chùa, hội quán, mà điển hình hơn cả là ngôi đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm, một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Những người lần đầu đến thăm, hay du khách nước ngoài, có lẽ là cảm thấy có phần choáng ngợp, bối rối khi bước đi giữa những con phố nhỏ mà đông đúc, nhà cửa san sát nhau, xe cộ đi lại như mắc cười, khung cảnh với những người chưa quen có lẽ là có phần hỗn độn. Thế nhưng phải đi, phải cảm, phải ở, thì mới thấy được hết nét văn hóa rất riêng, rất lạ của cuộc sống cũng như con người nơi đây. Sau khi ngắm nhìn khung cảnh khác lạ của phố cổ Hà Nội, thì tham quan những khu chợ dân sinh ngay trong lòng phố cổ cũng là một trải nghiệm đáng để thử. Nổi tiếng nhất tại đây có lẽ là chợ Hàng Bè, nơi được ví là siêu chợ, bởi đủ thứ đồ ăn ngon. Nghe danh khu chợ này đã lâu nhưng không thực sự nhiều người biết chính xác chợ này ở đâu. Khu chợ sầm uất này nằm trên con phố Hàng Bè, ngay giữa trung tâm phố cổ. Nếu đi từ Hồ Gươm, bạn chỉ cần đi qua ngã tư Cầu Gỗ và Hàng Thùng là đến con phố này rồi. Với người dân thủ đô, chợ Hàng Bè từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc, một không gian văn hóa rất riêng của người Hà Nội. Xét về một khía cạnh nào đó, nơi đây cũng phản ánh được một phần cuộc sống, thói quen sinh hoạt, ăn uống truyền thống của người dân phố cổ. Ngay gần chợ Hàng Bè chính là chợ Thanh Hà. Nói thì nghe to tát, nhưng thực ra chợ cổ Thanh Hà bé tí teo, đi một lèo chưa đến chục phút là hết. Cả ngõ chợ dài độ hơn 100 mét nhưng hàng quán chi chít hai bên lối đi, dù chật chội vô cùng nhưng chẳng hiểu sao khách vẫn kéo qua nườm nượp từ sớm đến tối. Ngõ chợ Thanh Hà nổi tiếng với nhiều món ăn ngon đặc trưng của Hà Thành và các vùng miền khác như bánh chưng rán, nộm bò khô, bánh bột lọc, nem cuốn, canh bún, chả dươi với mức giá rất rẻ. Cách hai khu chợ này chỉ vài trăm mét chính là ngõ Đồng Xuân, nơi được giới trẻ yêu ái đặt tên là thiên đường ẩm thực giữa lòng phố cổ Hà Nội. Với hàng chục quầy hàng bán vô vàn món ăn đặc sản như bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè, nộm bò khô. Điều đặc biệt, mức giá ở đây siêu rẻ. Ngõ Đồng Xuân hay còn được gọi là ngõ chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, dài vỏn vẹn khoảng 200 mét. Con ngõ này nằm ngay sát khu chợ nổi tiếng, cách hồ Hoàn Kiếm không xa nên khách du lịch dễ dàng tìm kiếm. Từ 10 giờ trưa là khu chợ này bắt đầu sầm uất. Tầm 11 tới 13 giờ, nhiều hôm khách chen chúc nhau di chuyển, các hàng quán đông nghịt, bán không kịp nghỉ tay. Khách Việt đông, mà khách Tây cũng nhiều. Dù khách nước ngoài tò mò và thấy lạ lẫm lắm, nên bấm máy chụp ảnh lia lịa. Dọc theo con ngõ nhỏ chỉ đủ rộng để kê một dãy bàn ghế, phần còn lại du khách đi khép nép tránh nhau, mê cung ẩm thực hiện ra với đủ các món ngon được bày biện bắt mắt như nem cuốn, bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè thập cẩm. Điều đặc biệt, đồ ăn ở đây có mức giá khá rẻ. Với vài chục ngàn đồng, du khách có thể ăn no căng bụng. Đây chính là địa điểm không thể phù hợp hơn để thưởng thức bữa trưa tại phố cổ Hà Nội. Hà Nội luôn hấp dẫn mọi du khách bởi những nét đẹp riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ẩm thực Hà Nội cũng mang nét tinh tế đặc biệt của người Tràng An. Sự cầu kỳ, cẩn trọng trong chế biến, sự tinh tế khi bày biện. Bởi vậy thưởng thức ẩm thực Hà Nội cũng là mối quan tâm rất lớn của du khách khi đến thủ đô. Bún chả Hà Nội chắc chắn là món ăn đầu tiên trong danh sách. Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ ngay đến món bún thịt nướng trong Nam, nhưng không nhé, hương vị nước chấm của bún chả Hà Nội hoàn toàn khác biệt. Một phần bún chả gồm bún, nước chấm vị chua ngọt có kèm su hào và cà rốt ngâm giấm, thêm vài miếng chả thịt nướng thơm phức dậy mùi than lửa và hạt tiêu. Khi ăn, dùng kèm rau sống, mỗi thứ một chút hòa quyện cùng nhau tạo nên vị đậm đà, ngon khó cưỡng. Bún mọc dọc mùng là món bún rất đáng thử khi du lịch Hà Nội. Thành phần đơn giản với bún, thịt chân giò, viên mọc, kèm nước ninh từ xương. Viên mọc tròn thơm cùng với sợi mang giòn dai, cùng với đó là vị cay của ớt, khiến thực khách không khỏi suýt xoa khi thưởng thức. Thiếu đi món đặc sản Hà Nội này thì chuyến du lịch của bạn cũng kém phần đậm đà đấy. Tiếp theo chính là bánh mì sốt vang Hà Nội. Thời tiết lành lạnh tại Hà Nội là lúc tuyệt nhất để bạn thưởng thức món bánh mì sốt vang.
bánh mì nướng vàng giòn, chấm cùng sốt vang đậm đà, cùng thịt bò mềm. Món ăn nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ no để bạn nạp đầy năng lượng là đây chứ đâu. Bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng với độ mỏng và dai của nó. Phần nhân được cuốn với hành phi và chút thịt bằm. Bánh được chấm cùng nước mắm vị nhạt, ăn kèm trà lụa thơm ngon, hương vị hấp dẫn đến nao lòng. Hãy thử trải nghiệm bánh cuốn Thanh Trì tại Hà Nội để tìm thấy sự khác biệt nhé. Bún đậu mắm tôm là món ngon Hà Nội, gây sốt suốt hàng chục năm qua với nguyên liệu hết sức dân dã. Một ít bún, vài miếng đậu, ăn kèm mắm tôm, rau kinh giới, tía tô, mùi tàu, bạn sẽ cảm nhận được vị béo của đậu, mặn ngọt của mắm tôm. Những ai ăn lần đầu sẽ cảm giác hơi lạ với vị nồng, nhưng dần dà sẽ bị nghiện đó nhé. Cuối cùng, hãy kết thúc bữa ăn bằng một thức uống vô cùng nổi tiếng tại khu phố cổ Hà Nội, đó chính là cà phê trứng. Những ly cà phê thơm bùi và béo ngậy nhưng không đem lại cảm giác ngấy cho thực khách. Nếu muốn thưởng thức cà phê trứng đúng chuẩn Hà Nội, bạn hãy chọn loại nóng. Ngoài ra, còn có nhiều lựa chọn truyền thống như cà phê nâu, cà phê đen, bạc xỉu đá, cà phê muối. Buổi chiều, hãy ghé thăm phố đi bộ Hồ Gươm để tham gia những lễ hội tại đây. Điều thú vị ở phố đi bộ Hồ Gươm là những trò chơi mang nét đẹp truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc và tinh thần văn hóa Việt Nam. Cứ đi một đoạn, ta sẽ bắt gặp một đoàn người đang chơi nhảy dây, kéo co, đá cầu, nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, thu hút được nhiều bạn trẻ cùng tham gia. Không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, các trò chơi dân gian còn là cầu nối gắn kết mọi người với nhau, giúp chúng ta được trở về những tháng ngày ấu thơ, hồn nhiên tuổi học trò. Chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều nghệ sĩ trình diễn với những phong cách, thể loại âm nhạc khác nhau. Từ những ca khúc nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nhạc hòa tấu, cho đến các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát sẩm, quan họ. Có lẽ ca nhạc nghệ thuật đường phố là một trong những điều hấp dẫn mọi người đến nơi đây. Ngay sát bờ hồ Hoàn Kiếm, không khó để bắt gặp nhiều họa sĩ vẽ chân dung. Những bức tranh nghệ thuật chỉ mất khoảng 20 đến 30 phút. Cùng lưu giữ lại khoảnh khắc tham quan phố đi bộ Hồ Gươm bằng những bức tranh đậm chất nghệ thuật này nhé. Dạo một vòng quanh phố đi bộ Hồ Gươm, bạn sẽ thấy rất nhiều người bán hàng rong, những mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ. Còn nếu muốn mua quà lưu niệm, bạn nên di chuyển một chút đến chợ đêm, khu vực hàng ngang, hàng đào sẽ đa dạng mẫu mã hơn. Phố đi bộ chính là thiên đường mua sắm với đủ loại mặt hàng như quần áo, giày dép, đồng hồ, trang sức, đồ lưu niệm. Kinh nghiệm đi chơi phố đi bộ Hồ Gươm là nhớ mặc cả bởi có thể người bán hàng sẽ nói thách một chút. Sau khi đã vui chơi tại phố đi bộ thì cùng nghỉ chân, nhâm nhi tách cà phê Hà Nội thơm ngon tại phố cà phê Đường Tàu. Phố Đường Tàu nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, dài khoảng 2 km được biết tới là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch kéo đến để tham quan, chụp ảnh và check-in, đặc biệt trong những ngày cuối tuần. Các quán cà phê có vị trí nằm sát cạnh đường tàu, giúp du khách có thể vừa thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm cảnh tàu chạy. Đây cũng là yếu tố chính thu hút nhiều du khách nước ngoài tìm đến phố Đường Tàu để trải nghiệm. Vào những ngày cuối tuần, tần suất chạy của tàu dày hơn, tạo điều kiện cho du khách có nhiều cơ hội được trải nghiệm việc ngắm tàu đi qua. Sau khi được nhân viên đường sắt và các chủ hàng quán thông báo có tàu gần tới, du khách sẽ di chuyển tới một vị trí an toàn trong quán, sẵn sàng cầm điện thoại ghi lại những khoảnh khắc khi tàu chạy qua. Ngoài việc được trải nghiệm việc ngắm tàu, nhiều du khách nước ngoài cũng mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa, ẩm thực và tìm hiểu cuộc sống của người dân xung quanh. Khi màn đêm buông xuống, địa điểm vui chơi hot nhất Hà Nội chắc chắn là Tạ Hiện. Tạ Hiện còn được biết đến với những tên gọi như phố cổ Tạ Hiện, phố Tây Tạ Hiện, phố Bia Tạ Hiện. Con phố có chiều dài khoảng 266 mét, nối từ Lương Ngọc Quyến qua Hàng Bạc rồi bắt ngang Hàng Ngang, Hàng Đào. Vào thời Pháp thuộc, Tạ Hiện được gộp lại từ những đoạn phố cổ cũ, được đặt tên là phố Rue Gerard. Nhưng người dân vẫn quen gọi là ngõ Quảng Lạc, bởi giữa phố là rạp hát Quảng Lạc, rạp hát nổi tiếng nhất nhì Hà Thành bấy giờ. Quảng Lạc được coi là chốn thưởng thức nghệ thuật náo nhiệt của giới thượng lưu. Xung quanh là cửa hàng ăn uống, giải khát tấp nập về đêm. Từ năm 1945, khu phố này được đổi thành phố Tạ Hiện, theo tên của Tạ Quang Hiện, một vị lãnh tụ phong trào Cần Vương. Đến nay, phố Tạ Hiện được mệnh danh là phố không ngủ hay ngã tư quốc tế của Hà Nội. Phố Tạ Hiện được coi là nơi giao thoa giữa nét hoài cổ của đất Tràng An và nét hiện đại của Hà Nội ngày nay. Nếu khám phá khu phố này từ ngày đến đêm, du khách sẽ cảm nhận được hai thái cực đối lập nhau rõ nét. Ban ngày, Tạ Hiện đầy hoài cổ,
yên bình và cổ kính như bao con phố khác của Hà Nội 36 phố phường. Đêm đến, Tạ Hiện như lột xác khi những quan xá bắt đầu lên đèn, bàn ghế được bày ra kín phố và người người kéo đến như chảy hội. Sự náo nhiệt ban đêm có thể kéo dài đến 2 giờ sáng. Vào những ngày cuối tuần, lượng khách đến đây càng đông, tạo nên một bầu không khí rất riêng của Hà Thành không ngủ. Đến Tạ Hiện, bạn có thể thưởng thức trà đá, trà chanh. Nhưng đồ uống được yêu thích nhất ở đây vẫn là bia, từ bia tươi, bia hơi đến các thương hiệu bia nổi tiếng đều có cả. Có lẽ vì vậy mà Tạ Hiện còn được gọi là phố bia. Ngoài đồ uống, phố Tạ Hiện còn được biết đến như một thiên đường ẩm thực. Đây là nơi du khách có thể thỏa thích thưởng thức các món nhậu, món ăn vặt, món ngon đường phố. Nếu đã đến đây, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nem bùi, nem nướng, nem chua rán, phô mai que, khoai lệ phố, chim cút nướng, bò nướng chảo gang, bánh mì, phở xào và cả cơm rang. Ngoài ăn và nhậu, du khách đến đây còn có cơ hội thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố. Từ âm nhạc dân gian cổ truyền đến âm nhạc hiện đại, từ biểu diễn xiếc đến diễn tấu nhạc cụ, tất cả đều vô cùng đặc sắc và hứa hẹn mang đến cho du khách một buổi tối đáng nhớ. Từ lâu, việc ăn đêm đã đi vào nếp sống và trở thành thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, ở giữa Hà Nội yên bình, giữa những con phố vắng người và ánh đèn vàng mang mác buồn, vừa ngắm nhìn sự cổ kính, vừa nhâm nhi một món ăn đêm, lại mang đến một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Ở Hà Nội thì nhất định bạn phải một lần đi ăn ốc rồi, và để có thể thưởng thức các món như ốc luộc, ốc xào, ốc hấp thì rất dễ dàng vì ở đây rất đa dạng các quán ốc. Điểm đặc trưng của các quán ốc ngon ở Hà Nội là nước chấm rất hấp dẫn. Ốc luộc nóng hổi luôn là món ăn đầy hấp dẫn đối với nhiều người bất kể khi trời nóng hay lạnh. Không chỉ riêng Hà Nội, ốc luộc là một món ăn rất quen thuộc đối với nhiều người. Nước chấm đậm đà, ớt, xả, tỏi, gừng, mùi, tiêu, hòa quyện hài hòa lại với nhau. Ốc được luộc chín vừa với xả và lá chanh, thơm ngon vô cùng. Để ăn kèm với ốc, bạn có thể gọi thêm xoài, củ đậu, dưa chuột, nem chua rán, trứng cút lộn để làm phong phú thêm bữa ăn của mình. Nếu bạn yêu thích hương vị thuốc bắc trong những món ăn, hay bạn là fan cứng của ngải cứu, thì chắc hẳn món mì gà Tần đã không còn xa lạ với bạn. Nhắc đến tô mì gà Tần, có lẽ các bạn sực nhớ đến hương vị thuốc bắc nồng nàn. Đúng vậy, nước dùng của tô mì gà Tần cũng được nấu lên từ đó nên thực sự nếu ai mới ăn hoặc không ăn được hương vị thuốc bắc thì có thể hơi khó thử. Nhưng nếu đã quen rồi thì thật sự không thể bỏ qua. Bánh đúc vốn là một món ăn dân dã của người Việt. Món ăn này có hai dạng là ăn nguội hoặc nóng và mỗi cách ăn sẽ đem đến một khẩu vị hoàn toàn khác lạ. Nếu bánh đúc nguội có vị dẻo thơm của bột, chút giòn, bùi của lạc và cái vị thanh mát, ngọt đậm khi chấm cùng nước tương bần, thì bánh đúc nóng lại là một khuôn hình mà ở đó, từ màu sắc, thẩm mỹ cho đến mùi vị đều rất khác biệt. Đi đến đâu chúng ta cũng thấy bánh đúc và những biến thể của nó. Khi đến Hà Nội, bánh đúc cũng có cái vị rất riêng. Người dân Hà Nội có thể đi uống trà chanh xuyên đêm, ăn vặt xuyên đêm, thậm chí là ăn lẩu xuyên đêm, nên việc những quán nem chua mở đến tận đêm khuya là điều rất bình thường tại nơi này. Trong bất cứ thời tiết nào, đặc biệt là những ngày se se lạnh, nếu được quây quần bên bạn bè, người thân, thưởng thức những chiếc nem chua nướng ngon ở Hà Nội thì còn gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa. Nem chua nướng không chỉ còn là một món ăn vặt của tuổi teen nữa mà dường như nó đã trở thành món ăn vặt yêu thích của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Một trong những món ăn đêm tại Hà Nội cực kỳ thích hợp cho mùa đông là nầm bò nướng. Mặc dù là các quán ăn vỉa hè nhưng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Chỉ đứng từ xa thôi bạn đã ngửi được mùi thịt bò, nầm, ba chỉ, kèm mùi bơ thơm nước mũi. Các món nướng được tẩm ướp đậm đà, nước chấm sốt me chua chua ngọt ngọt vô cùng cuốn miệng. Món cuối cùng trong danh sách mà Driving 4K muốn giới thiệu tới các bạn chính là lòng rán. Lòng rán tại phố cổ Hà Nội được thực khách đánh giá cao về chất lượng món ăn. Menu của các quán khá đa dạng, nhưng nộm lòng và lòng rán là hai món làm nên tên tuổi và thương hiệu của quán. Lòng được rán vàng ươm, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm không bị khô. Nước chấm ăn kèm có mắm tôm, nước mắm chua ngọt hoặc muối tiêu chanh. Tùy theo khẩu vị mà thực khách có thể lựa chọn, hãy thử một lần và bạn chắc chắn sẽ không thất vọng. Trên đây là toàn bộ lịch trình 24 giờ khám phá Hà Nội và thưởng thức food tour thủ đô mà Driving 4K muốn giới thiệu tới các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy dành cho kênh một lượt thích và đừng quên nhấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video du lịch hơn nữa nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!